Tôi đã làm việc với văn phòng biện lý để biến hạt Santa Clara thành một mô hình kiểu mẫu trên toàn quốc về việc truy lùng những kẻ xâm hại tình dục qua việc nhanh chóng dùng DNA để điều tra, làm việc trực tiếp với cảnh sát và lãnh đạo cộng đồng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp San Jose trở thành thành phố lớn, an toàn nhất một lần nữa. Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 20 tây tháng 5 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Thổ Nhĩ Kỳ nói không với việc Thụy Điển, Phần Lan gia nhập vào khối NATO. Nga nêu điều kiện để đàm phán với Ukraine. Đức tuyên bố không có đường tắt để Ukraine gia nhập khối châu Âu sớm hơn. Sri Lanka chính thức vỡ nợ. Và bài bình luận đầu tiên, Ủy ban điều tra của Hạ viện không chia sẻ lời khai của nhân chứng với Bộ Tư pháp, một quyết định sai lầm. Triều Tiên hoàn tất việc chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân. Thượng viện xác nhận đại sứ mới của Mỹ tại Ukraine. Bài bình luận thứ hai, Mariupol thất thủ có ý nghĩa như thế nào với Nga và Ukraine? Tổng thống Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan sau khi quốc gia của họ xin gia nhập vào khối NATO. Bài bình luận thứ ba, một tòa án ở Pennsylvania cho rằng bỏ phiếu qua thư là vi hiến. Trung Quốc đang trao đổi với Nga để mua dầu giá rẻ cho kho dự trữ của Trung Quốc. Tác giả của bài blog Cách giết chồng đã bị ra tòa vì cáo buộc giết chồng. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, kẻ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp năm 2024. Kính thưa quý vị, chúng ta bước vào phần tin thế giới hôm nay. Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với đồng minh trong khối NATO rằng nước này, họ sẽ phủ quyết đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Đại sứ của Ankara tại Stockholm đã cảnh báo Thụy Điển phải cắt đứt quan hệ với lực lượng dân quân người Kurd ở Syria. Nếu không thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phủ quyết việc Thụy Điển gia nhập khối NATO. Các yêu cầu của Ankara đặt ra một tình thế khó xử đối với Thụy Điển, khi mà nước này cố tìm cách gia nhập khối NATO mà không bị coi là nhượng bộ quá nhiều trước Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết là Moscow sẽ phản ứng tích cực ngay khi Ukraine muốn quay lại đàm phán hòa bình với nước Nga. Quan chức Nga và Ukraine đều xác nhận tiến trình đàm phán hòa bình đã bị đóng băng. Đồng thời cả hai bên đều đổ lỗi cho đối phương của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov hôm 18 tháng 5 đã cáo buộc Kiev không muốn tiếp tục đàm phán để chấm dứt cuộc giao tranh đã kéo dài hơn 80 ngày. Và liên quan đến nước Đức cũng như là quốc gia Ukraine, thưa quý vị, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz đã cho biết là sẽ không thể nào đẩy nhanh được yêu cầu gia nhập Liên minh châu Âu, EU của Ukraine, bất chấp xung đột Nga và Ukraine vẫn đang leo thang. Ông cho rằng sẽ không có con đường tắt nào ngắn hơn để đi vào khối châu Âu. Ông nói rằng quá trình gia nhập không phải là vấn đề chỉ trong vòng một vài tháng hoặc một vài năm là có thể xong. Ông Olaf Scholz nhấn mạnh khối châu Âu cần tìm giải pháp nhanh chóng và thực tế hơn để giúp đỡ cho Kiev. Và việc đặt cách cho Ukraine sẽ bất công với các nước ở vùng Balkan cũng đang muốn vào khối châu Âu. Nhiều nước châu Âu cho biết là họ muốn tập trung hỗ trợ Ukraine một cách thiết thực và chấm dứt xung đột nhanh hơn là bắt tay vào quá trình có thể mất ít nhất là một thập niên theo những cái cách thức sẵn có để mà gia nhập vào khối châu Âu, thì mỗi quốc gia phải trải qua một quy trình đánh giá kéo dài nhiều năm và phải nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước thành viên trong khối châu Âu. Và một đất nước ở vùng Nam Á đó là Sri Lanka, thưa quý vị, đã chính thức vỡ nợ. Sri Lanka lần đầu tiên rơi vào tình trạng vỡ nợ trong lịch sử
giữa lúc chính phủ phải vất vả mà ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế trong quốc gia. Các nhà hoạch định chính sách của Sri Lanka đã tuyên bố với các chủ nợ rằng quốc gia này sẽ không thể thanh toán cho đến khi khoản nợ được tái cơ cấu và do đó sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ trước hạn. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nandanan Virajinge cho biết tại cuộc họp hôm 19 tháng 5. Ông còn cảnh cáo rằng vấn đề lạm phát nó có thể sẽ tăng lên 40% trong những tháng tới đây và cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ khiến đất nước này thiếu ngoại tệ mạnh để nhập khẩu lương thực và nhiên liệu. Đây là lần đầu tiên Sri Lanka vỡ nợ kể từ khi nước này giành được độc lập từ nước Anh vào năm 1948. Nước này đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để xin một gói cứu trợ và cần đàm phán tái cấu trúc nợ với các chủ nợ. Trước đó thì nước này cho biết họ cần khoảng 3 đến 4 tỷ Mỹ Kim trong năm nay để thoát khỏi khủng hoảng này. Và chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Đó là Ủy ban điều tra vụ 6 tháng 1 của Hạ viện đã không chia sẻ lời khai của nhân chứng đối với Bộ Tư pháp. Liệu đây có là một quyết định sai lầm hay không? Kính thưa quý vị, đang có những thảo luận sôi nổi về phản ứng của Ủy ban điều tra của Hạ viện. Liệu hành động này có thể làm suy yếu việc truy tố hình sự những kẻ đã xúi giục bạo loạn ở Điện Capitol hay không? Bộ Tư pháp đã gửi một lá thư cho Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol Hoa Kỳ. Họ đã yêu cầu Ủy ban hãy chia sẻ bản ghi chép các cuộc phỏng vấn nhân chứng kín đáo mà Ủy ban đã thực hiện trước đây. Và bức thư này đã được gửi vào ngày 20 tháng 4. Thay vì sẵn sàng chia sẻ những lời khai với yêu cầu của Bộ Tư pháp, nhưng mà Chủ tịch Ủy ban là dân biểu Benny Thompson, ông đã thẳng thừng từ chối. Liệu đây có là một quyết định đúng đắn hay không quý vị? Một số chuyên gia luật pháp lập luận rằng câu trả lời thận trọng duy nhất đối với Ủy ban điều tra của Hạ viện đó là phải nhanh chóng chuyển đến Bộ Tư pháp. Không chỉ là những bản ghi lại của hàng ngàn cuộc phỏng vấn các nhân vật liên quan mà Ủy ban này còn phải nên trao lại tất cả những bằng chứng khác thuộc quyền sở hữu của Ủy ban. Tuy nhiên, trong một phản ứng hơi khác lạ, dân biểu Benny Thompson đã nói rằng chúng tôi đã nói với Bộ Tư pháp rằng với tư cách là một ủy ban điều tra độc lập của Quốc hội và kết quả điều tra là của riêng chúng tôi và chúng tôi không cho phép bất kỳ ai tiếp cận những kết quả điều tra này. Nhưng mà các quan chức của Bộ Tư pháp có thể được phép xem các tài liệu trực tiếp mà không được đem về hay lưu trữ hoặc thậm chí copy lại. Liệu đây có phải là một tính toán sai lầm nghiêm trọng của Ủy ban điều tra hay không? Vì hai lý do, bất cứ điều gì thiếu sự hợp tác đầy đủ đều có thể làm suy yếu việc truy tố hình sự những kẻ đã xúi giục bạo loạn ở Điện Capitol. Thưa quý vị, lý do đầu tiên, sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây, thì có khả năng, tôi nói có khả năng thôi, tức là có thể Đảng Cộng Hòa sẽ giành lại được quyền kiểm soát Hạ viện. Và chính các thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng đã đe dọa điều đó trước đây, rằng nếu điều đó xảy ra, có nghĩa là họ nếu mà họ giành được quyền lực với thế đa số tại Hạ viện, thì chắc chắn là cuộc điều tra về ngày 6 tháng 1 có thể bị kết thúc ngay lập tức. Và Ủy ban điều tra sẽ bị giải tán ngay lập tức. Hồ sơ nhân chứng không hay là chưa được công khai của Ủy ban điều tra Hạ viện sau đó có thể được lưu giữ trong nhà kho của chính phủ và các công tố viên sau thời điểm này. Nếu mà muốn truy tố thì họ sẽ cần thời gian để thu thập bằng chứng đủ để chứng minh tội lỗi vượt quá nghi ngờ hợp lý trước khi mà bất kỳ ai có thể bị kết tội. Và những nỗ lực của họ có thể sẽ bị một hạ viện với thế đa số của Đảng Cộng Hòa cản trở thành công.
Và vấn đề lý do thứ hai, đó là một cạm bẫy pháp lý sẽ không được công nhận, có thể dẫn đến bất kỳ vụ truy tố hình sự nào. Nếu một ủy ban điều tra cung cấp bằng chứng cho Bộ Tư pháp không đầy đủ, hai loại tài liệu, bằng chứng khác nhau nhưng mà có liên quan với nhau, đó là bằng chứng thuộc quyền sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ, được đưa ra bởi các nhân chứng và bằng chứng đã được cắt giảm do các công tố viên liên bang đang nắm giữ. Kính thưa quý vị, với đạo luật Zeng là 18 bộ luật 3.500 của Hoa Kỳ, bắt buộc các công tố viên Hoa Kỳ phải cung cấp cho các bị cáo bị truy tố hình sự tất cả các tuyên bố được sao chép trước của bất kỳ nhân chứng nào về các chủ đề mà nhân chứng đã khai trong quá trình thẩm tra trực tiếp. Và nếu các công tố viên không đưa ra được những tuyên bố như vậy, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm phán xét xử có thể đưa ra lời khai của nhân chứng chính xác hoặc đưa ra lời khai sai. Ngoài ra, quy trình tố tụng cũng yêu cầu các công tố viên phải cung cấp cho bị cáo bất kỳ bằng chứng minh oan nào mà họ đang sở hữu. Chúng ta không thể bỏ qua khả năng rằng mặc dù có nhiều bằng chứng mà Ủy ban ngày 6 tháng 1 có được, có khả năng buộc tội cao những người bị nghi ngờ lên kế hoạch hoặc là kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ. Nhưng đó phải là những bằng chứng và lời khai chứng minh có lợi cho một bị cáo hình sự. Như vậy, vấn đề cung cấp tất cả bằng chứng của nhân chứng là cách duy nhất để cho phép các công tố viên tiết lộ theo yêu cầu pháp lý cho các bị cáo bị truy tố. Và với khả năng Đảng Cộng Hòa có xác suất cao có thể giành lại được thế đa số trong tháng 11 sắp tới đây, thì việc Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 nếu không tận dụng cơ hội bây giờ để thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp, thì hành động này cũng được xem như là một cách ân xá, kín đáo, một cách hiệu quả cho bất kỳ ai cần phải bị truy tố. Đây là những người liên quan đến cuộc nổi dậy bằng cách cấm lời khai truy tố quan trọng tại phiên tòa. Trên thực tế, thì ngay cả khi Bộ Tư pháp không gửi yêu cầu của mình, thì việc chia sẻ những lời khai của các nhân chứng trong vụ bạo loạn cho Bộ Tư pháp cũng là điều nên làm. Và nếu Bộ Tư pháp một khi đã nhận đầy đủ các lời khai, các chứng cứ mà họ vẫn không chịu truy tố hình sự các bị cáo, thì đó là trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Khả năng sẽ không có được một hay là nhiều phiên tòa hình sự nào trong tương lai. Nó không phải là một viễn cảnh xa vời. Khi mà nơi điều tra và nơi thực thi công lý lại không hợp tác với nhau, trao đổi thông tin của các nhân chứng như vậy. Khi mà nói đến vấn đề này, thưa quý vị, tôi lại thấy một trường hợp tương tự trong các vụ án hình sự liên quan đến vụ thảm sát Mỹ Lai khét tiếng ở Việt Nam hơn 50 năm trước đây. Một tòa phúc thẩm liên bang tại Mỹ đã tóm tắt sự tàn khốc của những gì đã xảy ra. Đó là vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, tại một xóm làng nhỏ có tên Mỹ Lai, miền Nam Việt Nam. Rất nhiều thường dân Việt Nam không vũ trang đã bị những lính Mỹ tàn sát không nương tay và cũng không cần lý do. Quốc hội đã mở một cuộc điều tra về vụ thảm sát Mỹ Lai và một tiểu ban điều tra đã phỏng vấn 152 nhân chứng, biên soạn 1.812 trang lời khai, đã tuyên thệ và thu thập 3.045 trang lời khai của các nhân chứng. Tất cả lời khai này đã được thực hiện trong các phiên họp kín, không công khai cho báo chí và công chúng Mỹ. Và trong các phiên tòa sau đó, đối với các binh sĩ bị buộc tội giết người tại Mỹ Lai, thì các luật sư bào chữa đã yêu cầu quốc hội hãy chuyển lời khai của các nhân chứng mà các công tố viên định gọi ra để đối chứng tại phiên tòa. Thì quốc hội đã từ chối và giữ lại các tuyên bố đó. Trước sự phản đối của quốc hội, thì các thẩm phán đã ban hành các phán quyết trái ngược, có lợi cho những người lính Mỹ đã phạm tội thảm sát những thường dân vô tội Việt Nam. Quay trở lại ngày hôm nay, kính thưa quý vị,
Ủy ban ngày 6 tháng 1. Không nên đặt cơ hội liệu tòa án tối cao bảo thủ hiện tại có thể đứng về phía người bị buộc tội hay không. Nếu mà quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát trong tương lai, giữ lại những tài liệu này. Ủy ban điều tra của Hạ viện không nên chần chừ, do dự hay là chối từ các yêu cầu của Bộ Tư pháp. Các công tố viên bây giờ họ cần tất cả các bằng chứng, không chỉ để xác định liệu tội phạm có bị buộc tội hay không, mà còn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của họ. Sự thành công của các vụ truy tố trong tương lai đối với những người chịu trách nhiệm hình sự về việc xúi dục bạo loạn ở Điện Capitol phụ thuộc vào một quyết định đúng đắn của Ủy ban điều tra của Hạ viện. Nếu họ có quyết định sai lầm, thì thời gian và công sức của Ủy ban điều tra của Hạ viện bỏ ra trong bao lâu nay có thể được xem như là giá tràng xe cát Biển Đông. Một bản tin liên quan đến nước Triều Tiên, kính thưa quý vị. Họ đang hoàn tất việc chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân. Một nhà lập pháp Hàn Quốc ngày 19 tháng 5 đã nói rằng Triều Tiên đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân và đang chờ thời điểm thích hợp để thực hiện. Bình Nhưỡng dường như là đang chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đúng vào thời điểm mà Tổng thống Joe Biden công du châu Á, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Joe Biden sẽ khởi hành đến Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 5 và sẽ hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Sau đó ông sẽ đến Nhật Bản vào ngày 22 tháng 5 và dự kiến gặp lãnh đạo Nhật Bản, Australia và Ấn Độ tại đây. Từ đầu năm tới nay thì Triều Tiên đã thực hiện tổng cộng 16 lần phóng tên lửa và cơ quan tình báo và quân đội Mỹ đã đánh giá là Bình Nhưỡng có thể cũng đang chuẩn bị cho lần thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên trong gần 5 năm qua. Thông tin về khả năng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở nước này đang bùng phát nghiêm trọng. Và một bản tin Thượng viện vừa xác nhận đại sứ mới của Mỹ tại Ukraine, kính thưa quý vị. Đó là xác nhận của bà Bridget Brink, được đưa ra cùng ngày Hoa Kỳ mở lại đại sứ quán ở Kiev. Thượng viện đã xác nhận bà Bridget Brink vào cuối ngày thứ Tư sẽ là đại sứ Mỹ tại Ukraine, khi Bộ Ngoại giao có kế hoạch đưa các nhà ngoại giao Mỹ trở lại thủ đô Kiev của Ukraine trong cuộc chiến tiếp tục chống lại sự xâm lược của Nga. Nữ sĩ quan ngoại giao kỳ cựu là người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình dưới thời kỳ tồn tại của Liên Xô cũ trước đây. Bà đã được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí này vào tháng trước. Bà đã được Thượng viện đồng ý xác nhận mà không cần có một cuộc bỏ phiếu điểm danh chính thức. Các nhà ngoại giao Mỹ đã di tản khỏi Ukraine khi chiến tranh bắt đầu cách đây gần 3 tháng. Vị trí đại sứ Mỹ tại Ukraine đã bị bỏ trống kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đột ngột buộc thôi việc đại sứ Mary Jovanovich vào năm 2019. Sau đó bà đã trở thành nhân vật chủ chốt trong thủ tục luận tội đầu tiên chống lại Donald Trump. Chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Mariupol, thất thủ có ý nghĩa như thế nào với Nga và Ukraine? Câu chuyện về một thành phố cảng Mariupol sẽ không thể bị sụp đổ, dù nó đã bị phá hủy. Những người lính Ukraine tại một nhà máy thép ở Mariupol đã phải đầu hàng. Đó là biểu tượng chiến thắng của Nga. Qua sự kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol, sau nhiều tuần tấn công vào thành phố cảng chiến lược này của Ukraine. Nhưng đó là một chiến thắng mà Nga phải trả giá rất đắt. Đã có hơn 260 người lính Ukraine, trong đó có 53 binh sĩ bị thương nặng, đã được di tản khỏi nhà máy thép Azovstal. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của thành phố Mariupol, nơi họ đã ẩn náu ở đó trong nhiều tuần qua. Giờ đây thì, thưa quý vị, những người lính Ukraine, họ được cho là đang được chuyển đến vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, và họ sẽ được giao dịch theo hình thức trao đổi tù binh để lấy binh lính Nga.
Phía Nga nói rằng họ sẽ đối xử với những người lính Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế tương ứng. Mặc dù có một số lời kêu gọi khác rằng hãy truy tố những người lính Ukraine như là những tội phạm chiến tranh. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trên video vào tối thứ Hai, ông đã nói rằng ngày thứ 82 của cuộc phòng thủ thành phố cảng Mariupol của chúng ta sắp kết thúc. Đây là một ngày khó khăn và Ukraine cần những anh hùng Ukraine còn sống. Phía ông Putin thì đã tuyên bố thành phố Mariupol được giải phóng sớm trước ngày 9 tháng 5. Dù những người lính Ukraine vẫn còn bên trong nhà máy thép Azovstal, vẫn quyết tâm chống lại quân Nga đông hơn gấp nhiều lần. Nhưng mà sự đầu hàng của các lực lượng này vẫn mang lại chiến thắng cho Nga. Đặc biệt là khi mà Putin tìm cách củng cố lãnh thổ ở phía đông và nam Ukraine. Hiện tại thì cuộc chiến vẫn đang diễn ra gay gắt, với việc Nga không đạt được những lợi ích gia tăng và Ukraine thì tung ra các chiến dịch phản công để giành lại một số lợi ích đó. Vào tháng 5 2014, sau khi mà quân đội Nga xâm lược Donbass để hỗ trợ lực lượng ly khai ở đó, thì những người ly khai do Nga hậu thuẫn, họ đã tạm thời chiếm quyền kiểm soát thành phố Mariupol. Họ đã kéo dài một vài tuần cho đến khi quân chính phủ Ukraine tái chiếm thành phố vào tháng 6 năm 2014. Như vậy, thưa quý vị, tại sao Mariupol luôn là một thành phố quan trọng trong bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga vào Ukraine? Và tại sao số phận của nó lại liên quan đến các chủ đề lớn hơn của cuộc chiến này? Ukraine, đặc biệt là sau năm 2014, đã coi Mariupol là chìa khóa cho bất kỳ hình thức phòng thủ nào mà họ có thể cần để xây dựng để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Mason Clark là nhà phân tích hàng đầu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đã cho biết rằng quân đội Ukraine chính xác đã chuẩn bị cho điều này trong 8 năm qua. Khi cuộc bao vây diễn ra, rõ ràng là quân đội Ukraine đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào việc bảo vệ thành phố. Và điều này giúp cho thành phố có thể chịu được nhiều tuần pháo kích của Nga. Khả năng bám trụ của Mariupol bất chấp cuộc tấn công dữ dội nó đã giúp cho Ukraine đạt được mong muốn về viện trợ nước ngoài và những hỗ trợ quân sự. Đây là những thứ mà phương Tây hiện đang viện trợ ào ạt cho Ukraine để tiếp tục một cuộc chiến lâu dài. Nhưng mà sự kiên cường đó đã phải trả giá. Việc Mariupol không sẵn sàng chịu gục ngã trước cuộc tấn công của Nga đã khiến nó trở thành mục tiêu của một chiến dịch quân sự không ngừng và bắn giết bừa bãi. Quân đội Nga đã bao vây thành phố vào đầu tháng 3, bắn phá các khu dân cư, làm hư hại cơ sở hạ tầng điện nước, đồng thời cắt nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men. Cư dân Mariupol phải đốt lửa làm tan tuyết để lấy nước uống. Thi thể thường dân và lính nằm ngổn ngang trên đường phố. Vào tháng 3 thì quân đội Nga đã ném bom vào một bảo sinh viện. Rồi vài tuần sau họ lại ném bom vào một nhà hát, đang là nơi có hàng trăm cư dân Ukraine đang trú ẩn. Mariupol là quê hương của tiểu đoàn Azov, là một trung đoàn được gia nhập vào lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, có nguồn gốc cực hữu. Các thành viên của họ là những người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến anh hùng tại nhà máy thép Azovstal. Tiểu đoàn Azov lớn lên từ một nhóm tân quốc xã sau cuộc xâm lược năm 2014 và trở thành một lực lượng dân quân tình nguyện cực hữu khi mà chiến đấu chống lại quân ly khai Nga trong cuộc xung đột. Họ cũng đã giúp chính phủ Ukraine chiếm lại thành phố Mariupol vào năm 2014. Nhưng mà dưới áp lực của chính phủ Ukraine, nhóm này đã phải tách mình ra khỏi các mối quan hệ cực đoan đó. Nhưng mà họ vẫn hoạt động như một nhóm khá độc lập, với một hoạt động chủ yếu vì đất nước Ukraine, vì người dân tại thành phố này, chứ không thuần túy là vì những quan điểm cực đoan. Nhưng mà Putin, dù sao thì ông ta cũng đang cố gắng để khai thác nguồn gốc của nó, cho câu chuyện sai sự thật của mình.
Trung đoàn Azov, được coi là biểu tượng của Đức Quốc xã ở Ukraine. Và Putin đã dựa vào điều này để gọi cuộc xâm lược của ông ta là để đánh tan lực lượng phát xít tại Ukraine. Nga đã gọi Mariupol là một chiến thắng. Đúng, nhưng tuyên bố chiến thắng đó nó không có nghĩa là họ đã đạt được tất cả như dự định ban đầu. Bởi vì họ đã mất gần 3 tháng để có được Mariupol. Nga cho biết là họ đang chiến đấu để có được toàn quyền kiểm soát đối với vùng Donbass và miền nam Ukraine. Và thành phố Mariupol sẽ giúp Nga cắt đứt phần đất này của Ukraine từ phía đông đến bán đảo Crimea. Thưa quý vị, mất Mariupol là một mất mát lớn về lãnh thổ thực sự đối với chính quyền Ukraine. Nhưng mà nó vẫn là một công cụ mạnh mẽ trong cuộc chiến của quân đội Ukraine. Bởi vì đối với phần còn lại của thế giới, câu chuyện về một thành phố bị chiếm đoạt, nó sẽ không sụp đổ, mặc dù nó đã bị phá hủy. Chúng ta bước sang một bản tin thế giới, kính thưa quý vị. Đó là Tổng thống Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan sau khi hai quốc gia này xin gia nhập vào khối NATO. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Phần Lan và Thụy Điển vào thứ Năm như một phần thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ với hai quốc gia đã đệ trình đơn chính thức yêu cầu gia nhập khối NATO. Cố vấn an ninh quốc gia ông Jake Sullivan đã nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan ông Sauli Niinistö và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tại Washington sẽ cho phép ba quốc gia phối hợp trên con đường tương lai phía trước. Việc Thụy Điển và Phần Lan tham gia Liên minh NATO đã đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ về an ninh và địa chính trị của châu Âu. Ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ phát biểu trước báo chí vào thứ Năm tại Tòa Bạch Ốc để khẳng định tầm nhìn chung về một khu vực châu Âu Đại Tây Dương trong hòa bình và an toàn. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều đã đáp ứng nhiều yêu cầu để trở thành thành viên của NATO, bao gồm việc có một hệ thống chính trị dân chủ ổn định và hoạt động dựa trên nền kinh tế thị trường, đối xử công bằng với các nhóm dân tộc thiểu số, cam kết giải quyết các xung đột một cách hòa bình, khả năng và sự sẵn sàng đóng góp quân sự cho các hoạt động của NATO, và cam kết thực hiện các quan hệ và thể chế dân chủ quân sự. Cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm với hai nhà lãnh đạo Bắc Âu sẽ diễn ra ngay trước khi Tổng thống Joe Biden dự kiến khởi hành chuyến công du 4 ngày đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông đến châu Á trên cương vị Tổng thống Mỹ. Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ 3 trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Một tòa án ở Pennsylvania cho rằng bỏ phiếu qua thư là vi hiến. Phán quyết chắc chắn sẽ bị kháng cáo. Nhưng mà phán quyết đó đã cho thấy là sức mạnh thực sự của những lời nói dối lớn của Donald Trump vẫn còn đang có sức mạnh. Đa số đảng Cộng Hòa trong hội đồng gồm có 5 thẩm phán của tòa án khối thịnh vượng chung Pennsylvania đã tuyên bố hôm thứ Sáu rằng hệ thống bỏ phiếu bằng thư được sử dụng rộng rãi của SS Keystone State vi phạm hiến pháp của tiểu bang. Đây chính là hậu quả mới nhất từ chiến dịch chống phá bất tận của Donald Trump nhằm phá hoại hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, quay trở lại năm 2019, cơ quan lập pháp tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát của tiểu bang Pennsylvania đã thông qua đạo luật số 77. Đạo luật này cho phép bỏ phiếu bằng thư từ khắp nơi trên thế giới. Trong một thời gian, cuộc cải cách đó đã nhận được sự ủng hộ của cả lưỡng đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Trước khi thống đốc Tom Wolf là một đảng viên đảng Dân Chủ, ông đã ký dự luật thành luật chính thức. Và ngay chính lãnh đạo đa số thượng viện của tiểu bang Pennsylvania là Jack Coleman, là một đảng viên Cộng Hòa, ông ta cũng đã ca ngợi đạo luật số 77 là một sự hiện đại hóa xứng đáng của bộ luật bầu cử. Nhưng mà khi Trump liên tục khẳng định sai lầm trong suốt năm 2020 rằng bỏ phiếu bằng thư ngày càng trở nên phổ biến trong các đảng viên Dân Chủ,
và những người độc lập lo lắng về việc COVID-19 đã kích hoạt gian lận cử tri. Và từ đó thì các đảng viên Cộng Hòa, họ đã bắt đầu thay đổi quan điểm. Sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng tại Pennsylvania vào tháng 11 năm 2020, nhờ sức mạnh của số lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu qua thư, thì đảng Cộng Hòa đã đệ đơn kiện lên tòa án tiểu bang, lập luận một cách ngớ ngẩn rằng 2,6 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử cần phải bị vô hiệu hóa. Và một thẩm phán đảng Cộng Hòa muốn xem xét lập luận đó một cách nghiêm túc, nhưng mà tòa án tối cao của tiểu bang đã nhanh chóng vào cuộc và họ đã ra phán quyết hủy bỏ đơn kiện của đảng Cộng Hòa. Chiến dịch tranh cử của Trump đã cố gắng yêu cầu tòa án tối cao Hoa Kỳ lật lại quyết định đó. Ted Cruz thậm chí còn đề nghị tranh luận về vụ việc này, nhưng mà tòa án tối cao đã không quan tâm đến. Thưa quý vị, những nỗ lực của đảng Cộng Hòa nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 có thể không còn nhiều, nhưng mà cuộc chiến về bỏ phiếu qua thư của họ thì không có dấu hiệu giảm bớt. Các đại diện của đảng Cộng Hòa ngay sau đó thì họ đã đệ trình một bản kiến nghị sửa đổi lập luận rằng đạo luật 77, đạo luật này cho phép bỏ phiếu bằng thư từ trên khắp nơi trên thế giới là vi hiến. Và mới hôm qua thôi, phe Cộng Hòa chiếm đa số trên tòa án khối thịnh vượng chung Pennsylvania đã tuyên bố rằng họ đồng ý với kiến nghị đó và họ ra phán quyết bỏ đạo luật số 77. Donald Trump đã ngay lập tức bày tỏ sự vui mừng với phán quyết trong một tuyên bố. Ông ta nói rằng, tin vui từ Pennsylvania, tinh thần yêu nước vĩ đại đang phát triển ở một mức độ mà không ai nghĩ là có thể. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, phán quyết có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Bởi vì Tổng thư ký hành chánh của tiểu bang đã đưa ra một tuyên bố cho biết là họ có kế hoạch kháng cáo vụ việc này lên tòa án tối cao của tiểu bang, nơi có đa số thẩm phán thuộc đảng Dân Chủ với tỷ lệ 5-2. Nhưng mà chúng ta phải công bằng mà nói rằng, hầu như các tòa án từ cấp thấp ở quận, hạt, lên đến tiểu bang, rồi thẩm phán liên bang, rồi tòa án tối cao, trong thời đại này, hầu như chỉ xét và đưa ra những phán quyết không còn công bằng nữa, và cũng không vì lẽ phải nữa. Tất cả những phán quyết đều dựa trên quan điểm đảng phái và tỷ lệ đa số. Ai có thế đa số sẽ là bên thắng cuộc. Đây có thể sẽ là đường lối hoạt động của tòa án trong một tương lai khá dài trước mắt tại Hoa Kỳ. Chúng ta bước sang một vài bản tin khác trước khi vào bài bình luận cuối cùng vào chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Đó là Trung Quốc đang trao đổi với Nga để mua dầu giá rẻ cho kho dự trữ. Trung Quốc đang tìm cách dùng dầu giá rẻ từ Nga để bổ sung cho kho dự trữ dầu thô chiến lược của họ. Và tín hiệu cho thấy là Bắc Kinh đang củng cố quan hệ năng lượng với Moscow. Dầu thô từ Nga sẽ được đưa vào kho dự trữ dầu chiến lược của Trung Quốc. Và các cuộc trao đổi đang diễn ra ở cấp độ chính phủ, ít có sự tham gia của các công ty dầu mỏ tư nhân. Mỹ và Anh đã cam kết cấm nhập dầu từ Nga, trong khi Liên minh châu Âu thì đang bàn bạc các biện pháp tương tự. Dù vậy, dầu thô Nga vẫn chảy đến những bên sẵn sàng mua, như là Ấn Độ và Trung Quốc. Và một tin nửa vui nửa buồn, kính thưa quý vị, trước khi bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay. Đó là tác giả của một bài blog cách giết chồng. Bà này đã phải hầu tòa vì cáo buộc giết chồng. Bà Crampton Brophy là tác giả của một bài blog có tựa đề How to Murder Your Husband. Xin tạm dịch là làm sao để giết chồng của bạn. Bà này đang hầu tòa vì bị buộc tội bắn chết chồng của bà là ông Daniel Brophy. Công tố viên cho biết là nhà văn này 71 tuổi, bà là một nhà văn, thưa quý vị.
bà ta có 10 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, và nếu mà ông chồng chết thì bà có thể được nhận được khoảng 1,4 triệu Mỹ Kim nếu mà chồng bà qua đời. Bà Brophy đến nay thì vẫn đang phủ nhận các cáo buộc từ công tố viên. Nhưng mà camera an ninh đã ghi lại cảnh chiếc xe tải nhỏ của bà Crampton Brophy bên ngoài Học viện Ẩm thực Oregon vào ngày 22 tháng 6 năm 2018. Vào gần đúng thời điểm mà người chồng là đầu bếp dạy nghề ở đó bị sát hại tại một trong những lớp học của trường này. Daniel Brophy, 63 tuổi, được các học sinh phát hiện đã chết trong trường với hai vết đạn bắn. Và công tố viên nói rằng bà này đã ở đó cùng thời điểm mà ai đó tình cờ bắn chồng của bà bằng loại súng mà bà đang sở hữu. Và nòng của khẩu súng này hiện nay thì đang mất tích một cách bí ẩn. Khi được cho xem camera an ninh ghi lại hình ảnh của mình đang ở trong khu vực của trường lúc mà chồng bà bị bắn, thì bà ta nói rằng tôi đang lái xe xung quanh để lấy cảm hứng để viết văn. Mà tôi không nghĩ rằng đã 71 tuổi rồi mà còn làm chuyện như vậy để được 1,4 triệu Mỹ Kim để làm gì. Đâu còn thời gian để mà hưởng thụ, để mà còn lập một cuộc đời mới hay là có thể mua sắm, ăn chơi cái gì nữa để mà phải làm một cái việc tồi tệ như vậy, thưa quý vị. Và chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề kẻ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp vào năm 2024. Thưa quý vị, Doug Mastriano là ai? Xin thưa, ông ta là một người cực hữu, ủng hộ nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống của cựu tổng thống Donald Trump. Ông ta vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa cho chức thống đốc tiểu bang Pennsylvania. Đây sẽ là một viễn cảnh xấu xí, đáng buồn. Có thể sẽ đưa nước Mỹ tiến thêm một bước gần hơn đến kịch bản có thể là một cơn ác mộng khủng khiếp nữa vào năm 2024. Doug Mastriano, ông ta đã công khai và củng cố sự tán thành các lý thuyết cấp tiến về việc lật ngược cuộc bỏ phiếu phổ thông để trao quyền cho Donald Trump. Để lên ngồi được chiếc ghế thống đốc thì Doug Mastriano còn phải giành chiến thắng, phải đấu trong cuộc tổng tuyển cử khốc liệt với ứng cử viên của đảng Dân Chủ là Josh Shapiro, là tổng thư ký hành chánh đương nhiệm của tiểu bang Pennsylvania. Nhưng mà chiến thắng của Doug Mastriano trước một nhóm đảng viên Cộng Hòa khác trong tiểu bang Pennsylvania làm tăng đáng kể tiến trình bầu cử u ám, cực đoan trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới đây. Thống đốc tiểu bang Pennsylvania sẽ là người bổ nhiệm tổng thư ký hành chánh của tiểu bang. Và người này sẽ là viên chức chịu trách nhiệm chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống trong tiểu bang. Như vậy, nếu mà Doug Mastriano thắng cử làm thống đốc tiểu bang Pennsylvania, thì ông ta có thể bổ nhiệm một người tổng thư ký hành chánh như ông ta mong muốn. Và người đó sẽ là người thuận theo ý của ông ta, sẵn sàng ủng hộ những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử và phải xác nhận một ứng cử viên đảng Cộng Hòa thua cuộc trở thành người chiến thắng ở Pennsylvania. Và chứng nhận này rồi sau đó sẽ được gửi tới Doug Mastriano và sau đó chuyển đến một quốc hội đang có thế đa số nghiêng về đảng Cộng Hòa do dân biểu Kevin McCarthy làm lãnh đạo. Khi mà nói như vậy, chúng ta đã thấy rằng đó là một cái tương lai u ám cho quốc hội ở Hạ viện với thế đa số lọt vào tay của những người Cộng Hòa. Thưa quý vị, Doug Mastriano đã khẳng định một cách rất rõ ràng, rất chắc chắn và công khai dễ hiểu. Ông ta nói là nếu mà tôi thắng trong cuộc bầu cử, nếu tôi trở thành thống đốc của tiểu bang Pennsylvania,
thì điều được xem khá chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có thể có được cơ hội chiến thắng của bất cứ ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ nào ở tiểu bang Pennsylvania vào năm 2024 sẽ được chứng nhận bởi thống đốc tiểu bang là tôi. Có nghĩa là ông ta chỉ chứng nhận một người nào đó là thống đốc nếu người đó là đảng viên Cộng Hòa. Còn là đảng viên Dân Chủ thì never. Doug Mastriano đã công khai ủng hộ cuộc đảo chính vào năm 2020 của Donald Trump. Ông ta là một tín đồ trung thành với chủ thuyết QAnon. Ông ta đã từng có mặt ở điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Mặc dù không có bằng chứng là ông ta đã vào bên trong tòa nhà hay không, và thực sự thì ông ta cũng chưa bị buộc tội. Nhưng thưa quý vị, điều đáng lo ngại nhất rằng Doug Mastriano đã xác nhận một cách rõ ràng quan điểm cấp tiến rằng các cơ quan lập pháp tiểu bang có thẩm quyền hợp pháp để tuyên bố người chiến thắng như là ý của Tổng Thư ký Hành Chính và Thống đốc tiểu bang muốn. Nói một đơn giản và nó dễ hiểu hơn, đó là họ có toàn quyền muốn tuyên bố ai là người chiến thắng đều được, bất kể người chiến thắng thực sự là ai. Đây mới là điều thực sự nguy hiểm, kính thưa quý vị. Chính trị Mỹ đang đi theo một xu hướng tự do phi dân chủ, phi pháp quyền. Và những quan điểm này sẽ làm đảo ngược hệ thống luật pháp và trật tự của hiến pháp trong một quốc gia. Tất cả những quan điểm, những tuyên bố này đã khiến cho Doug Mastriano nhận được con dấu chấp thuận của Donald Trump bằng một lời khen không thể nào khác đi, khi mà Trump nói rằng không có ai ở Pennsylvania đã làm nhiều hơn hoặc là chiến đấu chăm chỉ hơn vì sự liêm chính trong bầu cử hơn là thượng nghị sĩ tiểu bang Doug Mastriano. Nhưng mà thực chất Doug Mastriano sẽ cực đoan đến mức nào, sẽ cuồng tín đến mức nào nữa đây, khi mà ông ta, nếu ông ta chiến thắng và có được quyền lực trong tay, ông ta có thể sẽ trở thành một đầu tàu dẫn đầu các thống đốc Cộng Hòa khác tại những tiểu bang đỏ, sẽ cùng hành động một chiến thuật giống như ông ta và chỉ trao chiến thắng cho Donald Trump hay là Ron DeSantis hay là trao cho một đảng viên Cộng Hòa bất kỳ là ai sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa trong năm 2024. Trong một bài bình luận cách đây không lâu lắm, thưa quý vị, tôi nhớ không lầm là tôi đã có nhắc đến một câu nói của một nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Mother Jones, khi mà ông ta nói rằng có lẽ cuộc bầu cử tổng thống công bằng năm 2020 sẽ là cuộc bầu cử hợp pháp cuối cùng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày Chủ nhật. Xin kính chào.